Cá chết chưa rõ nguyên nhân dạt vào bờ biển Hà Tĩnh. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9, người dân ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện cá chết bất thường, bị sóng đánh dạt vào bờ biển. Số lượng cá chết chủ yếu là cá chích và cá nóc, nằm rải rác trên bờ biển, kéo dài khoảng 4 km. Chính quyền thống kê có khoảng 2 tấn cá các loại chết dạt vào bờ nên cùng người dân thu gom, chôn lấp đúng quy định. Ông Phan Văn Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà, cho biết cá chết nằm kéo dài 4 km dọc bờ biển thuộc 3 thôn Nam Sơn, Yên Định và Hòa Bình, xã Thịnh Lộc. Ủy ban Nhân dân huyện đã báo cáo sở, ngành chuyên môn của tỉnh. Chiều cùng ngày, đoàn công tác về lấy mẫu để xác định nguyên nhân. Số lượng cá chết cũng được thu gom, đưa về chôn lấp đúng quy định, ông Nhàn nói. Theo ông Nhàn, nước biển trên địa bàn không có hiện tượng bất thường. Cá chết dạt vào bờ chỉ xảy ra dọc bờ biển xã Thịnh Lộc, còn tại biển Thạch Bằng thuộc huyện này không có hiện tượng trên.